Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ cảnh giới vô ngại dụng, những gì là 10? Đó là tại cảnh giới Pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới chúng sinh vô ngại dụng, tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma vô ngại dụng, tại cảnh giới Niết Bàn mà chẳng bỏ cảnh giới sinh tử vô ngại dụng, vào cảnh giới nhất thiết trí mà chẳng dứt cảnh giới giống tánh Bồ Tát vô ngại dụng trụ cảnh giới tịch tĩnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán loạn vô ngại dụng trụ cảnh giới không đến không đi, không hí luận, không tướng trạng, không thể tánh, không lời nói, như hư không, mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả chúng sinh hí luận, vô ngại dụng, trụ cảnh giới các lực giải thoát, mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả các phương sở vô ngại dụng vào cảnh giới không bờ mé chúng sinh, mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng sinh vô ngại dụng trụ cảnh giới thiền định giải thoát thần thông minh trí tịch tĩnh mà nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sinh vô ngại dụng trụ cảnh giới như lai tất cả hạnh trang nghiêm thành chánh giác mà hiện tất cả thanh văn bích chi phật tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng đó là mười Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ trí vô ngại dụng, những gì là 10? Đó là vô tận biện tài vô ngại dụng, tất cả tổng trì không quên mất vô ngại dụng hay quyết định biết quyết định nói các căn của tất cả chúng sinh vô ngại dụng trong một niệm dùng trí vô ngại biết tâm hành của tất cả chúng sinh vô ngại dụng biết bệnh dục lạc tùy miên tập khí phiền não của tất cả chúng sinh tùy chỗ thích nghi mà cho thuốc vô ngại dụng một niệm có thể vào mười lực của như lai vô ngại dụng Dùng trí vô ngại biết tất cả kiếp ba đời và chúng sinh ở trong đó vô ngại dụng. Trong niệm niệm hiện thành chánh giác thì hiện chúng sinh không có đoạn tuyệt vô ngại dụng, nơi một chúng sinh nghĩ tường biết nghiệp của tất cả chúng sinh vô ngại dụng, nơi âm thanh một chúng sinh hiểu tiếng nói của tất cả chúng sinh vô ngại dụng, đó là 10 Phật tử đại bồ tát có 10 thứ thần thông vô ngại dụng những gì là mười đó là nơi một thân thị hiện thân trong tất cả thế giới vô ngại dụng nơi chúng hội một vị phật nghe thọ tất cả chư phật chúng hội thuyết pháp vô ngại dụng trong tâm niệm của một chúng sinh thành tựu bất khả thuyết vô thượng bồ đề khai ngộ tâm tất cả chúng sinh vô ngại dụng dùng một âm hiện âm thanh khác nhau trong tất cả thế giới khiến các chúng sinh đều hiểu rõ được vô ngại dụng trong một niệm hiện hết thảy nghiệp quả đủ thứ sự khác nhau của tất cả kiếp thuở trước khiến các chúng sinh đều thấy biết được vô ngại dụng